Vâng, bộ số 9 em xin giới thiệu cho mọi người. Tiếp tục là một bộ hãng Pioneer, cũng loạt không gần luôn, mà thiết kế khác hoàn toàn với nhau. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm. Dàn mã số 9 bộ Pioneer, loa không gân mọi người nhé. Có dàn thiết kế với hai loa, mỗi loa hai đường tiếng để lỗ lơ thông hơi bên đây, còn rất đẹp, còn 89%. Loa thì đang đầy đủ lưỡi căng mọi người nhé, hai cái lưỡi căng đang đầy đủ. Đây đẹp lưỡi che mọi thấy này, đó, che kín nhá, chỉ hở lỗ thông hơi thôi. Đấy, loa màng nhựa. Ở giữa là amply mọi nhá, bộ này cũng màu xám, độ đẹp thì 85-90% người nhá, 85-90%. Đây là amply thì bộ này mọi người chơi hai chức năng cho em: điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108. Điện thoại, TV máy tính mọi người bấm hộ em nút MD cái chéo AUX. Đó, chúng ta bấm thì nó sáng màu vàng. Chúng ta chọn chế độ gì thì nó sáng màu vàng. Và màn hình cũng hiện MD cái chéo AUX. Đấy, chúng ta cảm giác nghe nhá. Đó tính năng đầu tiên. Và chức năng thứ hai là đài radio thì cũng bấm ngay nút bên cạnh là nút tuner. Đó, nó sáng màu vàng lên này mọi người thấy đấy. Đấy, kênh thì bấm dò bằng cách hai con mũi tên này cho em. Đây, lui thôi, tới thôi. Rất là đơn giản. Trong lễ hội Quyền Sơn, ngoài những làn điệu dân ca dân vũ diễn tả cảnh mừng đón đại quân nhà Lý Bình Chiêm chiến thắng trở về, còn có những làn điệu trữ tình như Đỗ Mê Tình, Tìm Hoa Nở Mùa Xuân, làn điệu hát ru nếp mây thể hiện nhiều nét đẹp trong sinh hoạt đời sống của người dân vùng Thi Sơn, Ngũ Động, huyện Kim Bảng xưa kia. Bên cạnh đó có nhiều làn điệu phản ánh công việc trồng lúa, trồng rau. Nghe cái phần bát nó rất là êm ấm rồi nhá. Cái bát trầm ấm rất là hay. Cái công cười. Ngay sau đây do nghệ sĩ Hồng Minh trình bày. Bây giờ có cái phần hát này. Em đã kích thước nhá. Con này có tổng chiều rộng là 68, cao 32, chiều sâu là 34. Đấy, đài em chuyển qua máy tính này. Bác này nghe rất là thích, nghe rất đã tài. Có cassette đây nhưng mục dây Kura, và cũng có CD nhưng mà chết mắt CD rồi. Nên là chúng ta bộ này xin nhắc lại là chơi hai chức năng: điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108 nhá. Đem quay tổng thể này. Đó, thùng vách gỗ mọi người nhá, thùng gỗ đẹp. Đây là mặt sau. Này, thùng vách mọi người nhìn vuông thành sắc cạnh nhá, như mới luôn mọi người. Đây, như mới luôn. Số series là 37. Công suất 70W, trở kháng 6 ohm. Bên này cũng vậy. Loa vuông thành sắc cạnh. Series 37, 70W, 6 ohm. Đấy, máy thì có số series là 087. Công suất tiêu thụ điện là 125W rồi nhá. Đấy, 125W. Dây 3.5 người cắm đây cho em. 3.5 này nghe điện thoại, TV máy tính. Còn dây loa, thì loa thì cứ cắm đúng màu. Mỗi loa một hàng người nhá. Cứ cắm đúng màu là được. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Sau đẹp. Sau đẹp, trước đẹp. Đấy, còn này chúng ta vừa chơi và để trưng bày phòng khách. Nếu mà cuối cùng là giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua sản phẩm mình liên hệ với em. Zalo và số điện thoại của em là 0976592986, em dành nhau đi ô. Xin nhắc lại đây là bộ số 9 mọi người nhá, số 9. Và em cũng xin dừng bộ số 9 để chuyển qua bộ số 10.